Thưa thạc sĩ tâm lý Hồng Thúy, với những trẻ tự kỷ nếu được phát hiện sớm cũng như là can thiệp bằng những phương pháp phù hợp thì khả năng hòa nhập cộng đồng của trẻ như thế nào? Trước hết, tôi muốn nói khi cha mẹ mà có đứa con được chẩn đoán tự kỷ thì điều đầu tiên cha mẹ hãy chấp nhận cái đứa con của mình. Và khi cha mẹ đã chấp nhận rồi thì cha mẹ sẽ học cái cách mà kiềm chế cái cảm xúc của mình, quản lý cái cảm xúc của mình, và từ đó sẽ học những cái cách mà can thiệp cho đứa trẻ. Thì để can thiệp cho đứa trẻ tự kỷ thì không phải là một người tham gia mà rất là nhiều người tham gia, ví dụ như là các bác sĩ này, các nhà tâm lý này, rồi là các nhà giáo dục đặc biệt, rồi các nhà tâm vận động, hoặc và cái quan trọng nhất là vấn đề cha mẹ. Thì hiện tại trên thế giới họ đã đề cập rất là nhiều những cái phương pháp can thiệp tự kỷ, nhưng mà những cái phương pháp mà có cái chứng cứ khoa học nhất thì người ta hay đề cập đến như là phương pháp về can thiệp về ngôn ngữ, giao tiếp, thì trong đó như là cái giao tiếp bằng tranh, trao đổi tranh cho trẻ tự kỷ mà không có ngôn ngữ. Cái thứ hai nữa là cái phương pháp can thiệp hành vi, và điển hình đó là ABA. ABA nghĩa là phân tích hành vi ứng dụng. Để dạy trẻ tự kỷ một hành động, một hoạt động thì người ta phải phân tích cái hành vi đấy ra thành nhiều những cái bước nhỏ, và sẽ lần lượt dạy từng bước nhỏ một. Bước trước là nền tảng cái bước sau, và dạy nhiều bước thì sẽ thành một cái hành vi lớn cho trẻ tự kỷ, và đòi hỏi cha mẹ phải rất là, và giáo viên rất là kiên trì đấy. Hoặc cái những cái phương pháp được đề cập nhiều như là tâm vận động và điều hòa cảm giác, bởi vì trẻ tự kỷ thường có những cái rối loạn cảm giác rất là nhiều, nên là cha mẹ phải tập những cái bài tập về vận động để cho đứa trẻ nó phối hợp được cái vận động và kiểm soát được cái cảm xúc cũng như là điều hòa cái cảm giác của đứa trẻ. Đấy. Và ngoài ra cũng họ cũng đề cập rất là nhiều phương pháp khác như là oxy cao áp, hoặc ăn kiêng, hoặc là một số những cái thực phẩm chức năng. Và theo chúng tôi hiểu thì đó, để điều trị cho trẻ tự kỷ cũng như là can thiệp có hiệu quả thì phải là sự tổng hòa của rất nhiều những phương pháp khác nhau, và cái vai trò của cha mẹ ở đây rất là quan trọng.